Còn một phút. Ông dạy nói là Phật tử bạch nghe hả? Dạ, thầy nói là Phật tử nghe hết. Mình chào Phật tử trước đây ha. Dạ, dạ mô Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày giảng Phật đản thông giải thai nhọc thầy chủ trì cùng chia sẻ với Phật tử ngài Phật đản tại Thiền viện Đại Đăng kỷ niệm Đức Phật đản sanh. Xin chào hết tất cả quý Phật tử. Phật tử mạnh khỏe không? Thì hàng năm chúng ta tổ chức kỷ niệm Đức Phật đản sanh, có đông đảo quý Phật tử về tham dự. Thì hôm nay vì cái hoàn cảnh Covid-19 khắp hết thế giới, cho nên rồi bắt buộc quý thầy phải giảng trên online để kỷ niệm Đức Phật của chúng ta. Kính thưa quý Phật tử, quý Phật tử học Phật cũng biết trong lịch sử Đức Phật thì Bồ Tát Hậu Minh là tiền thân của Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài thì hiện vào cõi Ta Bà để nguyện độ tất cả chúng sanh giác ngộ thành Phật. Thì để nãy giờ chào quý Phật tử giới thiệu, bây giờ chúng ta niệm Phật ha. Nam mô tất
tất cả quý Phật tử. Trong kinh Pháp Cú có cái câu vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hợp, vui thay hòa hợp tu. Đó, vui thay Phật ra đời. Và một câu Pháp Cú 194, lý do gì mà có cái câu chuyện vui thai này? Thì câu chuyện được kể khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên tỉnh Xá, thì một hôm có 500 vị tỳ kheo ngồi nghe Pháp, ngồi ở Pháp đường và bàn luận. Mỗi vị có một cái ý nghĩ mới nói lên: chư hiền, điều gì là hạnh phúc nhất trên đời? Thì có vị tỳ kheo nói: không có gì hạnh phúc bằng làm vua. Một vị nói: không có hạnh phúc gì bằng làm vua. Rồi một vị khác nói: chỉ có tình yêu là hạnh phúc nhất. Rồi còn có người nói: chỉ có ăn ngon là hạnh phúc nhất. Thì Đức Phật dùng tuệ nhãn, Ngài thấy các vị tỳ kheo nói như vậy, Ngài mới đến. Ngài mới hỏi: các ông ngồi đây bàn về việc gì? Thì các thầy tỳ kheo cả lại, Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, các ông nói thế nào? Tất cả các hạnh phúc các ông vừa kể đều nằm trong dòng luân hồi sanh tử đau khổ. Ngược lại, gặp Phật ra đời, được nghe chánh pháp, được sống thanh tịnh và hòa hợp trong tăng đoàn, những điều ấy hạnh phúc nhất. Đó, Đức Phật dạy như vậy. Thì trong giải sẽ giải thích thêm, tại vì một vị thì nói là gồm vua là hạnh phúc nhất. Mà thưa quý Phật tử, quý vị thấy những người làm vua hiện giờ có hạnh phúc không? Quý vị thấy mấy ngày nay mà trên mạng, từ ngày mà bị Covid-19, ông Tổng thống Trump á, ông vui nhiều hay ông khổ nhiều? Chắc ông khổ nhiều đó, phải không? Cho nên quý vị thấy làm vua có gì đâu vui. Làm vua là phải lo đủ chuyện hết, lo cho dân chúng đầy đủ cơm no áo ấm. Mà dân chúng bệnh khổ không, đó là cũng việc khổ. Nhưng mà vị tỳ kheo này nói làm vua là khổ, làm vua là hạnh phúc. Sự thật làm vua là không có gì hạnh phúc hết. Đó, cho nên quý vị thấy là một ông tổng thống mà phải đối nội, đối ngoại đủ chuyện hết, từ cái đầu đen chuyển thành cái đầu bạc. Nhưng mà cái người không có thấy đạo á, thì họ thấy là vua là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc có lâu dài không? Đó, cho nên Đức Phật nói là vua cũng không có hạnh phúc. Rồi một vị nói là có tình yêu là hạnh phúc nhất. Quý vị thấy tình yêu, ví dụ như bây giờ ở ngoài đời, cái hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc đầy đủ cơm ăn áo mặc, hạnh phúc phải không? Nhưng mà hạnh phúc đó có bền không? Một thời gian cao lắm thì 100 năm, còn ngắn lắm thì vài 30 năm. Đó, nó hạnh phúc trong cái gì? Trong cái tạm bợ, trong cái vô thường. Nhưng mà người không có biết tu á, cho đó hạnh phúc. Đó, cho nên vị tỳ kheo nói chỉ có tình yêu và hạnh phúc nhất. Phật không có đồng ý. Rồi có vị nói ăn ngon mặc đẹp và hạnh phúc. Thưa quý Phật tử, ăn ngon hạnh phúc không?
thức ăn mà đi qua khỏi cổ rồi thì nó thành gì? Thành đồ bất tịnh. Cho nên ăn qua khỏi cổ rồi là thành đồ bất tịnh. Ăn tất cả món ngon gì sơn hào hải vị đi qua khỏi cổ rồi thì nó sao? Nó thành đồ bất tịnh hết. Cho nên Phật nói cũng là cái vô thường. Chỉ có Đức Phật nói này các thầy tỳ kheo, chỉ có gặp Phật ra đời, gặp Phật ra đời mới là hạnh phúc. Tại vì sao? Thì gặp Phật ra đời, nghe được cái giáo pháp của Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường giác, xa con đường đường mê đó, cho nên là chúng ta mới hết khổ. Còn những cái các vị tỳ kheo kia bàn tính nó thuộc về dòng ương hầu sanh tử, cao lắm thì dài 30 năm, dài 30 năm, mà trong lúc được cái đó đều phải cấu xé lẫn nhau, hơn thua lẫn nhau, khổ không? Khổ. Chỉ có gặp Phật, gặp Phật, Phật gỡ những cái gì, những cái mê của chúng ta, chúng ta học Phật, chúng ta biết cái nào là mê, chúng ta bỏ, biết cái nào tốt, chúng ta học. Chỉ có Đức Phật ra đời mới khơi dậy với chúng ta đâu là mê, đâu là giác. Đó, gặp Phật là một việc khó lắm. Đó, cho nên quý Phật tử, chúng ta không có gặp Phật, nhưng mà chúng ta được nghe gì? Được nghe chánh pháp của Đức Phật sau khi Ngài xuất gia, Ngài ngộ đạo, Ngài đem cái sự ngộ đạo của Ngài giảng cho chúng ta để chúng ta tu. Cho nên được như vậy mới đúng và gặp Phật. Rồi sống trong thanh tịnh, hòa hợp với nhau, giống như chư tăng là sống trong cái sự hòa hợp của tăng đoàn, những điều ấy là hạnh phúc nhất. Ở ngoài đời thì bị cái hơn, cái thua, cái phải, cái quấy, còn sống trong tăng đoàn thì có gì? Có trong lục hòa, có 6 cái hòa. Người nào mà sống trong tăng đoàn mà nhiều năm chừng nào, người đó mới thấy cái hạnh phúc nhất. Chứ không phải là cái hạnh phúc ở ngoài đời, được làm vua, được làm quan, được ăn ngon, được gia đình hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó Đức Phật nói là hạnh phúc vô thường trong dòng của hồi sanh tử. Cho nên Đức Phật mới nói cho câu kệ vui thai, Phật ra đời vui thai pháp được giảng, vui thai tăng hòa hợp, vui thai hòa hợp tu đó, cùng nhau mà tu học để gỡ gì? Gỡ những cái mê lầm của chúng ta. Nếu không có gặp Phật ra đời, này thế gian này đầy những cái tâm tối, đầy những cái mê lầm nếu người không biết tu. Cho nên các Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời, vì một đại sự lớn, như trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật có dạy, vì một đại sự nhân duyên mà Đức Phật hiện ra đời. Chẳng những Đức Phật Thích Ca mà các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh khai tri kiến Phật để ngộ, để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời. Chẳng những Đức Phật Thích Ca, tất cả chư Phật, mục đích các Ngài thể hiện ra thế gian này là chỉ chúng ta cái tri kiến Phật sẵn có, vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn chỉ cho cái tri kiến Phật cho chúng sanh mà chư Phật hay là Đức Phật Thích Ca hiện ra đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ được tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật
mà hiện ra nơi nơi đời. Đức Phật chỉ bày những cái khó nói, khó hiểu, khó tin, cho nên cái người tu khó mà thâm nhập qua những lời Phật dạy ở trong kinh, thì chúng ta phải suy gẫm coi cái việc mà Đức Phật chỉ có chúng ta thực hành được hay không. Đó, vì một nhân duyên mà hiện ra đời, đó là tông chỉ mà một Đức Phật Thích Ca, mà tất cả mười phương chư Phật các ngài hiện ra đời để tri kiến Phật. Các ngài ra đời để khai tri kiến Phật cho chúng sanh, khai thế nào, chỉ thế nào, ngộ thế nào và nhập như thế nào. Chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh ngộ tri kiến Phật, mà hướng dẫn cho chúng sanh nhập tri kiến kiến Phật. Tri kiến Phật là gì? Tri kiến Phật là cái thấy biết Phật. Bây giờ cái thấy Phật như thế nào? Thí dụ chúng ta thường thường á, chúng ta thấy một cái cảnh gì thì chúng ta khởi gì? Khởi niệm. Khởi niệm cái phân biệt, nó thành cái tri kiến gì? Tri kiến của chúng sanh. Còn chư Phật cũng thấy, mà các ngài thấy không có cái tâm phân biệt, cái tâm đen trắng, cái tâm thị phi, thì cái thấy các ngài thấy gì? Cái thấy Phật. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm có nói á, tri kiến gặp tri đích vô minh bổn. Trên cái thấy biết mà gặp thấy biết là gốc của vô minh. Còn tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, niết bàn tức là tri kiến Phật. Đó, trên Phật tử thấy chỉ có Đức Phật mới khơi dậy cho chúng ta cái thấy biết thật. Nhưng mà khổ nổi ngàn đời ngàn kiếp, chúng ta sanh ra trên thế gian này nhiều đời nhiều kiếp, bị cái tập nhiễm điên đảo vọng tưởng, thấy thì phân biệt, thấy thì khen chê, thấy thì tốt xấu. Đó, cho nên Đức Phật mới chỉ chúng ta cái tri kiến Phật sẵn có ở đầu, ở mắt, ở tai, có đầy đủ ở sáu cơ quan. Nhưng mà mình không sống được như vậy, mình sống với cái tri kiến của chúng sanh. Con mắt thì thấy đẹp không, thấy cái gì đẹp không, thấy cái gì vừa ý thì sao, thích đem vô. Còn thấy cái gì mà không thích thì sao, xua đuổi. Đó, cho nên từ cái đó chúng sanh mới khổ. Đức Phật khai thị cho chúng ta cái tri kiến Phật mà chúng ta không có nhận được. Chúng ta sống với cái tri kiến gì? Tri kiến của chúng sanh. Mà tri kiến chúng sanh thì dẫn chúng ta đi vào đâu? Vào trong cảnh luân hồi sanh tử mà thôi. Cho nên Đức Phật mục đích thì hiện ra trên thế gian này là chỉ cho chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Giờ thế nào là khai thị ngộ nhập Phật kiến? Ví dụ như có một viên ngọc xá lợi đựng trong cái hộp bằng vàng thờ trên bàn thờ trong một cái ngôi chùa, cửa đóng kín. Người nghe nói trong chùa có ngọc xá lợi rất quý, họ khao khát muốn được chiêm bái để hướng dẫn cho họ chiêm bái. Trước tiên là thầy trụ trì phải đưa họ tới chùa, mở cửa, gọi là gì? Gọi là khai, cho họ nhìn vô. Khai là mở cửa đó, mở cửa nhìn vô. Tuy mở cửa
Họ nhìn vào mà vẫn chưa thấy cái ngọc sao hợi. Thì cái đó thầy đưa tay chỉ, chỉ viên ngọc sao hợi đựng trong cái hộp bằng vàng thờ trên bàn. Khi tay thầy trụ trì chỉ, mắt họ nhìn theo liền, thấy cái hộp đựng ngọc sao hợi đó là gì? Là thị và ngộ. Đứng tại cửa chùa thấy ngọc sao hợi đựng trong cái hộp chưa đủ mà phải đưa họ vào chùa, đi tới bàn thờ ngọc sao hợi, mở hộp ra, chính mắt họ nhận ra viên ngọc sao hợi sáng lắm. Đó là nhập. Như vậy khai là bước đầu thì dễ, cái dư chỉ thì dễ, đến cái phần thị và cái phần ngộ cũng không phải dễ. Đến cái phần nhập mà phải qua 2-3 giai đoạn là phần quan trọng. Cái tri kiến Phật hay là cái trí tuệ Phật không phải chỉ Phật mới có, mà tất cả chúng sanh, mọi người ai cũng có sẵn. Nhưng vì tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, nó che phủ cái tri kiến Phật. Bây giờ chúng ta muốn nhận được cái tri kiến Phật thì chúng ta không có tham, không có sân, không có si, không có tà kiến, thì chúng ta sẽ nhận được. Cũng như có một cái đèn ở trong cái ngôi nhà, bây giờ cái đèn nó sáng mà bị gì? Bị những cánh cửa nó đóng. Bây giờ ở ngoài muốn thấy cái ánh đèn á, thì phải sao? Phải mở cửa thì mới thấy ánh đèn. Cũng vậy, trong nhà có sẵn cái ánh đèn rồi, nhưng mà bị cái cửa tham, cửa sân, cửa si, cửa tà kiến, cửa chấp ngã, nó che khuất chúng ta, che khuất cái tâm, cái tri kiến Phật đi. Bây giờ muốn nhận như vậy thì chúng ta phải phá gì? Phải phá cái ngã này, phải phá cái vô minh này. Mà phá nói một cái danh từ thôi, sự thật chỉ cần nhìn nó thì tự nó tan biến. Thí dụ bây giờ chúng ta thấy cái gì tham, chúng ta khởi niệm lên tham. Mà bây giờ muốn không có tham thì chúng ta phải làm sao? Cái người mà muốn nhận ra cái tri kiến Phật á, chỉ cần xoay lại cái tham đó, có tìm nó chỗ nào, tự nhiên cái là sao? Cái tham nó mất tiêu rồi. Cái sân cũng vậy, hôm nào mà mình sân ha, mình sân thì mình nổi cáo lên, mà mình nhìn nó một cái đó thì nó sao? Nó tan biến này. Cũng giống như cái nhà mà tối tăm, chúng ta thắp ngọn đèn lên thì tự nhiên cái bóng gì, bóng tối nó sao? Nó tiêu dần đó, nó mất tiêu. Cũng vậy, khi mà chúng ta giận ai ha, chúng ta phiền não với ai, chúng ta chỉ cần nhìn cái niệm đó thôi đó. Người mà tu giỏi nó vừa khởi niệm lên thì biết liền. Còn cái người mà tu mà chưa có giỏi thì sao? Bị nó dẫn đi, nhưng mà chúng ta có tu, chúng ta nhìn lại thì tự nhiên nó cũng tan biến. Còn có những người họ mà tu, họ cho đó là gì? Là tâm của tôi, tâm sân của tôi á, đó là tôi, chuyện đó tôi đáng giận, tôi đáng giận. Nhưng mà giận thì ai khổ trước? Mình khổ trước chứ có ai đâu, phải không? Rồi mình giận người ta, mình đem vô tối về mình ngủ yên không? Đó, cho nên gọi là vô minh, đêm tối. Cho nên tham, sân, si, đó, rồi mạng nghi ác kiến cũng vậy. Những cái đó là những cái che khuất cái tâm Phật của mình.
hay là cái tri kiến Phật của mình, hay là cái trí tuệ Phật của mình, ai cũng có hết. Bây giờ muốn sống được như vậy thì chúng ta đừng có sống theo phàm tình, mà phải sống theo gì? Theo thánh tình, hay là sống theo Phật, thì chúng ta mới không có thể sống theo cái vô minh. Còn chúng ta muốn giải thoát, chúng ta muốn nhận được cái trí tuệ Phật, mà hàng ngày chúng ta sống gì? Sống với vô minh, thì chừng nào chúng ta sống với Đức Phật chúng ta đây? Cho nên tâm chúng ta mê á, thì Phật gì? Phật diệt độ. Tâm mà chúng ta mà mê á, thì Đức Phật trong tâm chúng ta á, Phật diệt độ mất rồi. Mà tâm mà chúng ta mà giác rồi đó, thì Phật gì? Phật đản sanh. Hay là Phật gì? Phật hiện tiền. Đó, cho nên tu không phải là tới giờ tụng kinh mới tu, tới giờ ngồi thiền mới tu, mà tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong mọi công việc, thì chúng ta mới sống được cái tâm Phật thường hàng. Còn không thì chúng ta bị những cái tham sân si nó làm chủ mình, suốt cuộc đời chúng ta bị nó dẫn đi. Nên Phật mới dùng phương tiện gặt hai, rồi dùng phương tiện chỉ mà khai chỉ cho chúng sanh thấy được những cái vọng tưởng, những cái tham sân si, cái đó là không có có thật. Từ cái không thật đó, Đức Phật mới chỉ cho chúng ta cái tri kiến Phật sáng suốt thanh tịnh. Cái đó nó không sanh mà cũng không diệt, làm phàm cũng không mất, làm phàm thì nó cũng không có mất, làm thánh nó cũng không có thêm. Cho nên trong dòng luân hồi chúng ta đi bao nhiêu kiếp thì cái tâm Phật cũng không có mất. Chừng nào chúng ta không có sống với tham sân si thì cái tâm Phật hiện tiền, tâm Phật có sẵn. Cho nên Đức Phật mới thị hiện chỉ chúng ta có sẵn rồi, mọi người có sẵn, chỉ cần gì? Chỉ cần chúng ta quay về. Người tu là quay về, quay về chính mình, cái có sẵn ở trong đó, không tìm đâu hết. Cái người tu là con người quay về với Đức Phật sẵn của mình. Hằng ngày chúng ta tiếp duyên xúc cảnh, mọi công việc, cái đó có sẵn, nhưng mà chúng ta bị thất tình nó hướng dẫn chúng ta đi theo cái tâm vô minh, cái tâm phiền não, cho nên nó làm chúng ta phải khổ đau. Cho nên vậy tất cả chúng ta đều có sẵn Phật, nhưng quên. Thì bây giờ mình muốn nhận thì Phật chính mình đó, thì điều đó rồi mình phải hàng ngày mà trao dồi cái đức tánh Phật của chính mình. Cái đó ai làm cho mình đây? Không ai làm hết, chỉ mỗi người, mỗi người chúng ta là biết quay về sống với cái tâm Phật đó. Mà muốn sống với tâm Phật đó thì chúng ta đừng có sống với vô minh. Đó là cái hoài bão của chư Phật vì một đại sự nhân duyên ra đời để mà hướng dẫn cho chúng ta nhập vào cái tri kiến Phật. Mà khổ nổi cái tâm chúng ta lúc nào nó cũng hướng bên ngoài thì làm sao đây? Chúng ta phải làm cách nào để sao để điều phục nó? Thì ở trong kinh Đức Phật cũng có dạy là ai muốn thấy
Đức Phật của chính mình đó, thì mình hãy thâu hết những hóa thân Phật đi giáo hóa người, giống như cái phẩm 11 hiện bảo tháp vậy đó. Ở trong đó có kể là có một Đức Phật đa bảo tượng trưng cho gặp pháp thân, pháp bảy báo tượng trưng cho thất đại. Đến đây Phật chỉ rõ ngay trong thân thất đại này là có hàm chứa pháp thân, cũng gọi là thi kiến Phật hay là Phật tánh. Nhưng mà Đức Phật pháp thân đó bị gì? Bị thu nhiếp những cái vọng tưởng, vọng tưởng. Cho nên Phật mới nói ai muốn gặp Phật Đa Bảo thì phải thâu hết những niệm giáo hóa hoặc là những tâm niệm phóng đi, chạy nơi này chạy nơi kia để chi? Để dính mắc. Người nào mà phóng tâm nhiều chừng nào thì không bao giờ gặp được Phật Đa Bảo. Mà Phật Đa Bảo tượng trưng cho pháp thân hay là tri kiến Phật, mà Phật đó có sẵn ở trong nội thân tứ đại này, cho nên đó là Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta nhận được cái tri kiến Phật. Kế đến, Đức Phật thể hiện ra đời để dẹp đi những cái bất công của trong xã hội thời bấy giờ đó. Thí dụ như đất nước Ấn Độ có nhiều cái giai cấp, mà thường thường á quý Phật tử đi qua Ấn Độ thấy có nhiều giai cấp không? Trong sử ghi á có 4 cái giai cấp, mà trong kinh Vệ Đà có nói là Bà La Môn hay là Sát Đế Hội hay là Vệ Xá hay Sủ Đà La. Bà La Môn á nói mình được sanh của đấng Phạm Thiên từ miệng là những người tu sĩ chịu trách nhiệm về phần tế tự cúng bái. Rồi Sát Đế Hội á thì tự cho mình sinh á là ở trên vai của đấng Phạm Thiên, là những vua quan binh sĩ nắm quyền trong từng lớp xã hội. Thứ ba á là Vệ Xá được sanh từ đùi của đấng Phạm Thiên, là những người kinh doanh buôn bán. Thứ tư á là Thủ Đà La, là sinh ra từ bàn chân của Phạm Thiên. Vậy là giai cấp phục dịch cho người. Một xã hội sống theo giai cấp Ấn Độ trước khi Đức Phật ra đời làm cho những người cùng đinh thấp hèn. Mà thưa quý Phật tử, ai sinh ra trên thế gian này từ gì? Từ nghiệp mà ra. Chứ đâu có ai mà muốn mình sinh ra giai cấp thấp đâu. Thí dụ như Bà La Môn, Bà La Môn giáo, họ cho là họ sanh vào cái miệng của đấng Phạm Thiên, nhưng mà từ đời trước biết đâu họ tu, họ sanh ra vào cái dòng Bà La Môn. Rồi những người vua chúa đời trước có tu cho nên họ có phước, họ được nắm quyền. Chứ đâu có ai mà tự sinh ra không có nghiệp đâu. Ví dụ như cái Vệ Xá nói là sinh ra từ bắp đùi, nhưng mà có phải từ bắp đùi hay không?
Ví dụ như những người thủ tọa sinh ra cái giai cấp nô tiện phục dịch cho người khác, nhưng mà họ đâu có muốn sanh vào cái giai cấp đâu, từ ân nghiệp mà ra. Nhưng Bà La Môn giáo họ ra quy luật và họ sanh ở trên miệng của Đấng Phạm Thiên, thì họ có quyền cai quản. Họ bắt người khác phải sao, phải phục tùng. Cho nên Đức Phật Ngài Tùy Hiện ở xứ Ấn Độ là Ngài muốn đem lại cái bình đẳng của con người. Nước mắt ai cũng gì cũng mặn, máu ai cũng gì cũng đỏ, mọi người bình đẳng như nhau, ai cũng có quyền bình đẳng, ai cũng có quyền làm người tốt hết, chứ đâu có ai muốn mình sanh vào một cái giai cấp thấp đâu. Vậy mà trong xã hội khi có bước hơn thì chúng ta lại sao, thì khinh thường người thấp. Ví dụ như những người có bằng cấp cao trong xã hội thì họ nhìn những người mà thiếu học bằng cặp mắt gì, cặp mắt từ bi hay là cặp mắt gì hay là cặp mắt khinh. Một người bác sĩ, một người kỹ sư khi ra trường rồi thì mình có cái bằng cấp cao thì mình coi những người mà không có bằng cấp thì sao, bằng cặp mắt gì đó. Cho nên sống trong xã hội có cái tâm gì, tâm giai cấp, thì cái xã hội đó sẽ gì, sẽ khổ đau. Giống như Ấn Độ bốn giai cấp, bắt người khác phục tùng cho mình, mà trong lúc đó nếu không có cái người thấp thì người cao cũng phải sao, phải làm thôi. Nhưng mà họ áp đặt những quyền hành trong xã hội để cho người khác gì, người khác phục tùng cho mình đó. Cho nên Đức Phật mới thị hiện ra để mà đem cái tâm bình đẳng để mà độ người. Quý vị thấy trong cái giáo đoàn của Đức Phật, lúc đó Đức Phật độ hết tất cả những người thành phần vua chúa, thành phần nông dân, thành phần tất cả thành phần. Ví dụ như cái anh ni đề là cái anh gánh gì, gánh phân rẻ thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, mà Phật dẫn độ xuất gia vẫn được đắc quả. Cái anh ni đề này anh đã sống trong một cái thành, anh kiêng là đổ phân, mà mỗi lần á người ta thấy anh á thì người ta bịt mũi ta đi, ta đi ta sợ thôi. Quý vị ngày xưa không phải giống như bây giờ, phải không? Gánh phân đổ dùng cho mình, nhưng mà mình thấy người ta mình sợ ánh. Mà Đức Phật thì bình đẳng, ai cũng có quyền bình đẳng như nhau hết. Phật độ cho xuất gia chứng được quả A-la-hán là người thứ nhất, đó là người gánh phân. Kế đến là bà tỳ nữ, bà ký nữ Am bà ba vì là một trong những cái người mà ký nữ Phật độ thành một vị tỳ kheo ni cũng chứng được quả thánh. Một người đánh phân một kỹ nữ, người ta chê xấu nhưng bị một cái hoàn cảnh gì đó người ta phải làm kỹ nữ đó. Mà Phật biết nhân duyên của cô này, Phật độ cho xuất gia thành tỳ kheo ni
cũng thành một bậc thánh, sau này chứng được quả A-la-hán. Rồi Phật độ ai nữa? Phật độ tới anh chàng vô não, là kẻ giết người không gớm tay. Quý vị đọc lịch sử quý vị thấy á, anh chàng vô não á, anh chàng vô não này anh giết 999 người, chỉ có một người nữa, một người nữa là thành gì? Thành một bậc thầy để mà được ông thầy truyền nghề. Nhưng mà Đức Phật biết vị này được độ trên Phật đến Phật độ, trong sử ghi đó. Ông muốn giết mẹ ông, nhưng mà Phật dùng cái Phật nhãn, dùng cái thiên nhãn, ngài nhìn, ngài độ. Cho nên sau này ông cũng chứng được quả A-la-hán đó. Cho nên Đức Phật đã nói giáo pháp của ta bình đẳng, ai tu cũng sẽ được giác ngộ, chứ không phải là người người này có quyền giác ngộ, người kia không có quyền giác ngộ. Chỉ có người thực hành đúng thì người đã giác ngộ. Giáo pháp của ngài giống như là khả năng rửa tất cả bụi nhơ bu bám, cho đồ vật cao quý hay vật thấp hèn đều có khả năng rửa sạch hết. Đó, giáo pháp của Đức Phật giống như nước vậy đó. Giáo pháp của ta cũng như đất, có thể dung chứa tất cả những loại cao quý cũng như thấp hèn. Đó, bây giờ đất á, quý vị để vàng trên mặt đất, đất cũng không có có nói, mà đổ phân trên đất, đất cũng sao? Đất cũng không có từ chối. Đó là giáo pháp của Đức Phật, và bình đẳng hết, dung chứa hết tất cả cao quý hay thấp hèn. Giáo pháp của ta cũng như lửa, có thể đốt tất cả những hương thơm hoặc hôi thối. Tại vì dù cho hương thơm, dù cho hôi thối quăng vô lửa thì sao, cũng bị thiêu rụi hết. Đó, ví dụ như những cái gì mà chúng ta cần xài thì chúng ta giữ lại, cái nào không xài chúng ta quăng vô cái đống lửa gom thì có cháy rụi hết. Đó, Đức Phật ra đời đó là chỉ bày cho chúng ta là những con đường hạnh phúc, con đường mà bao nhiêu chư Phật đã đi, riêng Đức Phật Thích Ca chỉ chúng ta con đường để mà chúng ta tu hành. Thì kỷ niệm Đức Phật đản sanh thì nhắc lại cho Phật tử nhớ, ai cũng có quyền tu thành Phật hết, ai cũng có tri kiến thành Phật, chỉ có mình có kêu vào hay không, mình có tin hay không, mình có thực hành hay không. Dù mình xa Phật 2564 năm mà mình biết tu hành, mình cũng gần Phật. Còn những vị ở gần Phật mà không thực hành theo giáo pháp của Phật thì như xa Phật. Thì nhắc nhở với Phật tử kỷ niệm Đức Phật đản sanh để khơi dậy nhắc chúng ta hãy nhớ Đức Phật chỉ chúng ta ai cũng có cái tri kiến Phật hết. Thì hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Phật. Quý thầy không biết nói nhiều gì hơn thì chia sẻ với Phật tử đôi lời gọi là học hỏi, để chúng ta thành những người con của Đức Phật, xứng đáng một bậc giác ngộ. Ngài là đại giác, chúng ta gì? Chúng ta là tiểu giác. Người giác nhiều thì gọi là trung giác, Phật đại giác. Rồi người mà giác nhiều thì trung giác. Còn chúng ta tiểu giác mà tu theo Phật thì phải có giác. Mong quý Phật tử thường giác, giác mãi, giác chừng nào thành Phật mới thôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Quý Phật tử có hỏi không? Cho con thầy giờ hỏi. Rồi, để con on lên. Rồi đó con on lên, thầy hỏi vậy. Quý Phật tử có câu hỏi nào muốn gửi lên thầy không? Xin lên tiếng. Tử có hỏi hả? Coi 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 có ghi không? Có ghi không? Có câu hỏi dưới không? Được vô được mấy chục người hả?